Ở video này, Hiếu sẽ chia sẻ hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là giá phân trong thời điểm hiện tại đó. Và cái vấn đề thứ hai là cái giải pháp mà tiết kiệm phân đạm trong cái vụ hè thu năm 2022. Và khi mà giá phân mà nó đang ở mức cực kỳ cao như hiện nay đó. Nếu mọi người có quan tâm đến cái lĩnh vực nông nghiệp thì mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo từ kênh nông nghiệp của Bình Hiếu. Kênh chuyên về giới thiệu những loại thuốc mới, rồi công dụng, cách sử dụng và giá bán, kể cả giá phân bón nha mọi người. Hiếu xin chào quý bà con nông dân. Thì như bà con đã biết, trong thời gian vừa qua thì cái giá phân á, thì nó đang neo ở mức cao và nó có xu hướng là nó giảm nhẹ, nó hạ nhiệt, hạ nhẹ nha mọi người. Đó. Và Hiếu xin báo giá một số loại phân mà đang có ở trong cửa hàng của mình. Và cái giá phân này là cái giá mà mình báo là cái giá của đại lý của mình nhập, chứ không phải là giá bán ra. Giá bán ra thì còn tùy thuộc vào từng vùng và từng đại lý, rồi tùy theo công nợ của bà con như thế nào đó mà đại lý họ bán ra. Còn này mà Hiếu báo là giá mà Hiếu đang nhập đó. Thì đầu tiên đó là cái giá DAP Hồng Hà loại 1 nha mọi người đó. Và cái giá mà mình đang nhập hiện tại là cái giá 1.330.000 đó. 1.330.000. Và Hiếu phải trả thêm cái tiền VAT, rồi tiền đóng thuế. Rồi khi mà bán thì mình phải cộng thêm cái chi phí trở đi. Thì cái giá vốn của đại lý hiện tại đó là 1.340.000. Rồi. Rồi đến cái mặt hàng mà ure thì cái giá đạm Phú Mỹ, thì cái giá mà mình cộng thêm cái chi phí của mình vào là hiện tại cái giá vốn của đại lý là 880.000. Rồi đối với cái đạm Cà Mau thì hiện tại thì nó cũng giảm nhẹ rồi mọi người. Phú Mỹ, Cà Mau thì nó giảm 20.000 so với tuần trước đó. Và cái giá Cà Mau, giá vốn của đại lý hiện tại là 930.000. Còn đối với Cali hạt đó, Cali hạt thì như mọi người đã biết là nó còn đang neo ở mức cao và hiện tại cái nguồn cung nó đang khan hiếm đó. Và cái giá mà đại lý nhập Cali hạt thì nó rơi vào khoảng 910 nha mọi người, 910. Còn Cali nhuyễn thì cái giá nó rẻ hơn khoảng 80 đến 100 ngàn một bao. Và Hiếu báo cái giá mà Cali ở đây thì đó là Cali hàm lượng 61%, đúng hàng chuẩn nha mọi người. Còn trên thị trường thì hiện tại cũng có một số mà công ty họ ghi là không có đúng hàm lượng đó. Có một số công ty thì họ ghi là Cali Silic 61 đó, thì bà con rất là dễ nhầm lẫn. Và đó là một số mặt hàng phân đơn. Thì ngoài ra thì Hiếu còn báo luôn cái giá mà hai cái loại phân thông dụng, đó là phân 20-20-15 đầu trâu đó, hàng của Bình Điền nha mọi người. Thì cái giá mà mình đang nhập nó là 1.060.000 cộng với tiền phí là 1.070.000, giá vốn của đại lý đó. Còn giá bán ra thì còn tùy thuộc vào từng vùng. Rồi một cái loại phân nữa đó là 16-16-8 Việt Nhật đó, hàng Việt Nhật nha mọi người. Đó là giá vốn của đại lý hiện tại là 810.000 một bao 50kg. Rồi thì đó là một số cái giá phân thông dụng đó mà mình báo cho bà con. Thì ở video sau thì Hiếu sẽ giới thiệu cho bà con một cái sản phẩm là NPK 16-16-8. Đó là hàng nhập khẩu nha mọi người, phân nhập khẩu hạt vàng đó. Rồi đến cái phần thứ hai. Phần thứ hai như Hiếu có chia sẻ là giải pháp mà giúp cho chúng ta tiết kiệm phân đạm đó. Và cái giải pháp mà Hiếu đưa ra đó là chính là cái đạm Rotate của công ty Ba Con Cò nha mọi người. Đây cái mẫu bao ở phía sau đó, đạm Rotate, và cái bao nó 40kg. Thì như bà con đã biết cái phân đạm á, thì phân đạm từ trước tới giờ thì nó có những cái nhược điểm đó, là khi bà con rải xuống thì nó, cái thứ nhất là nó tan nhanh,
Cái thứ hai thì nó dễ bị bốc hơi. Đó. Bốc hơi đối với nắng nóng, rồi nó tan nhanh trong nước, và khi mà cái ruộng vụ hè thu này khi bà con bơm nước lên á thì hôm trước hôm sau thì nó đã khô muốn cạn rồi, nó xì lỗ mọt rồi, nó mất nước, nó bốc hơi đó, và cái lượng phân nó cũng mất theo nha mọi người. Và theo tính toán của những nhà kỹ sư á, những nhà khoa học á, thì bà con gãi 10 kg phân thì cây trồng của chúng ta nó sẽ ăn được khoảng là 50-70%, tùy theo cây trồng của chúng ta nó khỏe rễ nhiều như thế nào đó, thì nó ăn khoảng 50-70%. Rồi cái số còn lại á, là nó sẽ bị mất do bốc hơi nè, thời tiết nắng nóng nè, rồi nó tan trong nước, rồi nó tan trong nước và nó cái nước ruộng của chúng ta nó bị mất đi, thì lúc đó nó cũng mất phân. Đó. Đó là một cái số lý do mà dẫn đến cái hao hụt về phân đạm. Và cái phân đạm mà của ba con cò đó, cái mẫu bao mà đạm Rotet ở phía sau mình nè, thì nó với cái công nghệ là đạm Rotet, N Rotet đó, thì cái công nghệ đó là độc quyền của ba con cò. Thì nó có công dụng là nó sẽ giúp cho mình cố định đạm. Đó, thì khi mà cái hột phân á, mà mình rải xuống á, thì nó sẽ tan từ từ trong đất. Và cái công nghệ này nó sẽ giúp là giữ cái lượng phân lại ở trong đất, và nó không cho bốc hơi. Rồi nó hạn chế được cái việc mà nó theo nước mà nó mất đi á mọi người. Đó. Và cái công nghệ này nó cố định đạm lại đối với trong đất. Và khi nó giữ lại cái phân đạm trong đất thì cái lúc đó rễ của chúng ta nó sẽ ăn từ từ. Đó. Cái thứ nhất là nó tiết kiệm được 20-30% lượng phân đạm. Và cái thứ hai thì nó sẽ giảm được cái lượng sâu bệnh nha mọi người. Bởi vì cái đặc tính là cái phân này nó giữ lại trong đất, nó tan từ từ, thì cái cây lúa của chúng ta hấp thụ từ từ, và khi đó nó sẽ hạn chế được cái việc mà bị bệnh đậu ôn và bị sâu hại. Và bây giờ thì Hiếu mời mọi người cùng tìm hiểu về cái bao đạm Rotet. Đây là tổng thể của cái bao đạm Rotet nè mọi người. Đó. N Rotet của công ty phân bón con cò. Đó, và con cò đứng một chân nha mọi người. Đó. Xuất xứ từ Pháp. Đó. Và cái hàm lượng đạm nè là 46%. Cái hạt của nó màu xanh nha mọi người. Nên mình có thể dễ dàng nhìn thấy cái hạt phía bên trong của nó màu xanh. Và cái công nghệ là đạm Rotet. Mặt sau của bao đạm Rotet nè mọi người. Thì trên cái hộp phân á, thì nó sẽ được phủ một cái lớp mà N Rotet. Nó sẽ giúp cho cây lúa chúng ta hấp thụ phân một cách vừa đủ, và nó chống thất thoát phân. Đó. Giảm mất đạm, rồi giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh. Đó. Ở đây thì mọi người xem cái liều lượng nè. Đối với cây lúa thì chúng ta có thể sử dụng là 40-50 kg cho 1 hectare. Đó. Tức là bà con sử dụng 4-5 kg thôi là cho một lần bón sau xạ từ 7-10 ngày. Đó, là đủ. Bà con tăng liều thì nó không có ảnh hưởng gì đến cây lúa, nhưng mà nó sẽ giống như nó tăng cái chi phí đầu vào nó, thì bà con không có lợi nhuận cao. Đây. Và đây là sản phẩm của công ty ba con cò. Và đó là một số thông tin mà Hiếu chia sẻ về cái bao phân bón đạm Rotet của công ty ba con cò. Và cái sản phẩm này là nó là bao 40 kg đó, và chúng ta sử dụng được trên nhiều loại cây trồng đó. Và phản hồi của bà con sau khi mà sử dụng cái phân đạm Rotet trong vụ mà vừa rồi đó, thì bà con phản hồi là rất là tốt. Cây lúa chúng ta nó giữ cái màu lá màu xanh mỡ gà, và nó kéo dài khoảng trong khoảng thời gian là 15-20 ngày đó.
Và cái lá lúa thì đặc biệt á, nó không có dài thượt ngược giống như cái phân mà Phú Mỹ. Đó là một số cái phản ánh của bà con nông dân. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì mọi người hãy cho Hiếu xin một like và một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Rồi, chào mọi người.